Tiểu sử Khánh Vi. Khánh Vi có tên đầy đủ là Trần Khánh Vi. Khánh Vi sinh ngày 21 tháng 8 năm 1999 tại tỉnh Nghệ An. Khánh Vi cao 1m63. Năm 2016, thời điểm còn là nữ sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Khánh Vi bỗng trở nên nổi tiếng với đoạn clip nói 7 thứ tiếng khác nhau gồm Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý và Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Mặc dù khi ấy, đa phần Khánh Vi nói những từ không có nghĩa hoàn toàn, nhưng cô lại được nhiều người thích thú và yêu mến bởi ngữ điệu cùng cách phát âm rất giống người bản địa. Đặc biệt là thần thái vô cùng tự tin và vẻ ngoài đáng yêu, ngây thơ. Điều này khiến Khánh Vi nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Khánh Vi sinh năm 1999 nhưng đi học sớm một năm. Năm 2014, Khánh Vi đỗ vào chuyên Anh Phan Bội Châu, Nghệ An, ngôi trường đình đám bậc nhất miền Trung, với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối. Trong nhiều năm liền, cô liên tục đạt học sinh giỏi, đặc biệt là ở bộ môn tiếng Anh, trong đó có giải ba quốc gia môn tiếng Anh. Năm 2016, Khánh Vi đạt 28,03 điểm trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia, đủ điều kiện đậu các trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Riêng với Đại học FPT, người đẹp nhận được học bổng toàn phần trị giá 170 triệu đồng. Cuối cùng, Khánh Vi đã chọn theo học Học viện Ngoại giao với ngành quan hệ quốc tế. Năm 2020, Khánh Vi tốt nghiệp loại giỏi ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Khi còn là sinh viên, Khánh Vi rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa và thường xuyên đạt những thành tích đáng nể như đạt loại A môn tiếng Anh chuyên ngành liên tục 7 kỳ. Tham gia cộng tác cho nhiều chương trình truyền hình lớn nhỏ, tổ chức các dự án, làm vlog, hoạt động riêng. Cuối năm 2016, khi chỉ là một tân sinh viên, Khánh Vi đã được tuyển vào làm người dẫn chương trình cho bản tin Thế giới nghiêng của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đó, nhờ năng lực của mình, Vi cộng tác với VTV7 trong nhiều chương trình liên quan tới tiếng Anh như Follow US, IELTS on the Go, Rackham Up 8 IELTS. Người đẹp gốc Nghệ An nhanh chóng gây thiện cảm với công chúng nhờ lối dẫn vừa điềm đạm vừa thông minh, duyên dáng trên sân khấu. Việc chủ trì nhiều chương trình có tiếng và khả năng ngoại ngữ xuất sắc khiến Khánh Vi dần trở thành một cô uy tín trong giới trẻ. Thừa thắng xông lên, Khánh Vi phát triển tiềm năng của bản thân bằng cách lấn sân sang nhiều vai trò mới. Ngoài làm MC, cô nàng còn thử sức với các lĩnh vực người thuyết trình, biên dịch, phiên dịch, côn, YouTuber. Có thể nói, Khánh Vi là một trong số 9X hiếm hoi thực sự truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt với những ai đam mê ngoại ngữ khi ra đời loạt series chuyên học tiếng Anh với nhiều phần như VTalk, Vivoco. Trên trang cá nhân, cô bạn sinh năm 1999 cũng thường xuyên chia sẻ các bí quyết học hành, tạo cảm hứng học tập cũng như động viên học sinh, sinh viên mỗi khi đến các kỳ thi lớn. Sự cống hiến giúp Khánh Vi nhận được đề cử giải VTV Award 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm. Năm 2017, Khánh Vi có dịp trực tiếp phỏng vấn dàn sao Hollywood của siêu phẩm Vệ binh Giải Ngân Hà 2 ở Nhật Bản. Kết thúc buổi phỏng vấn, nữ MC không quên gây ấn tượng với món quà đặc biệt là hai câu rap dành tặng riêng tài tử Chris Pratt. Năm 2018, Khánh Vi cùng 10 người khác đại diện Việt Nam đi thuyết trình tại hội nghị hành trình tiểu vùng sông Mekong lần thứ 13 ở Trung Quốc. Xuất hiện trong tà áo dài trắng truyền thống, nữ MC trẻ tự tin thể hiện phần phát biểu với nụ cười thường trực trên môi. Cùng năm đó, Khánh Vi kết hợp cùng rapper Osat thể hiện video ca nhạc Người Âm Phủ. Ca khúc cover nhanh chóng viral trên mạng xã hội một thời gian. Cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự mua ô tô riêng, mua đất tặng bố mẹ khi tuổi đời chỉ mới 19. Năm 2019, Khánh Vi nhận học bổng 200 triệu đồng du học 2 tuần tại New York, Mỹ. Cùng năm này, người đẹp được chọn là một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington.
Sau khi tốt nghiệp loại giỏi tại Học viện Ngoại giao, Khánh Vy đẩy mạnh sự nghiệp với vai trò YouTuber, côn và người dẫn chương trình, xây dựng cho mình hình ảnh 9X đa tài, năng động. Năm 2020, kênh YouTube của Vy chạm mốc 1 triệu người theo dõi, giúp cô giành được nút vàng YouTube. Ngoài ra, Khánh Vy hiện còn sở hữu nhiều kênh mạng xã hội khác nổi tiếng trong cộng đồng học tiếng Anh bởi những chia sẻ bổ ích, lan tỏa sự tích cực cho giới trẻ. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp với Nguyễn Thiện Khiêm viết chung cuốn sách tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó. Sau nhiều năm hoạt động, Khánh Vy trở thành một trong những 9X có sự nghiệp vững chắc ở tuổi 23. Thu nhập khủng, được đặt chân tại nhiều quốc gia hay trở thành đại sứ, khách mời của nhiều thương hiệu, chương trình nổi tiếng. Bất cứ nghề nào cũng cần có sự sáng tạo để tạo ra chất riêng. Và để công chúng không bị nhàm chán trước hình ảnh của mình, không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai, Khánh Vy chia sẻ về bí quyết của mình. Năm 2021, thông tin mạng xã hội xôn xao trước thông tin Khánh Vy trở thành MC chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia. Theo tiết lộ từ fanpage chính thức từ Đường Lên Đỉnh Olympia, chương trình sẽ lên sóng số đầu tiên của mùa thứ 22 vào ngày 26 tháng 9 và MC chính thức là Khánh Vy và Ngọc Huy. MC Khánh Vy hiện đang ghi hình cho các số phát sóng của Olympia năm thứ 22. Trước đó, MC Diệp Chi và Ngọc Huy đã đồng hành cùng với nhau ở vị trí người dẫn chương trình từ mùa Olympia năm thứ 17 kể từ khi nhà báo Tùng Chi rời vị trí này. Năm 2023, trên vlog cá nhân của mình, Khánh Vy đã chia sẻ niềm vui với khán giả khi cô nàng nhận được học bổng toàn phần thạc sĩ đến từ chính phủ Anh. Được biết, sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Khánh Vy đã nộp hồ sơ xin học bổng vào 3 trường học ở nước Anh nhưng đều bị từ chối. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục nộp hồ sơ xin học bổng vào năm 2021. Gần 2 năm thì đến nay Khánh Vy đã nhận được kết quả trúng tuyển. Và trong vlog này của mình, Khánh Vy còn chia sẻ thêm 4 bí quyết để có thể đạt được học bổng toàn phần. Có thể thấy, cô nàng Khánh Vy luôn là hình mẫu lý tưởng trong học tập của các bạn trẻ. Nữ MC gốc Nghệ An Hot Girl 7 thứ tiếng luôn cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và tài giỏi của mình khiến không ít người ngưỡng mộ. Về chuyện đời tư của Khánh Vy, năm 2019, trong clip tổng kết 50 điều đã làm được trong vòng 10 năm qua, Khánh Vy tiết lộ bản thân đã tự sắm được xe hơi cho bản thân, đồng thời mua đất tặng bố mẹ bằng chính số tiền mình làm ra vào năm cô 19 tuổi. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tiết lộ ngoài công việc MC, cô còn cộng tác với nhãn hàng thời trang lớn, đầu tư bất động sản và chứng khoán. Khánh Vy khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô nàng chia sẻ mục tiêu hiện tại của cô là dành thời gian cho công việc và phát triển bản thân đạt nhiều thành công hơn nữa. Một số thành tích ấn tượng của Khánh Vy: đề cử hạng mục nhân vật ấn tượng của năm tại giải VTV Award 2016, nút vàng YouTube 2020, đề cử hạng mục người dẫn chương trình của năm tại giải VTV Award 2020.